Vâng, em xin chào tất cả các bác. Trước mắt các bác là một cặp loa huyền thoại của Beoner, đó là cặp loa Beoner CS99A FB 100W trên một loa, trợ kháng 8 ohm với bass 40, 5 quay và 6 speaker. Cặp loa này hàng sưu tầm, hàng đó quay về rất là đẹp. Và giá thì bao ship tận nơi cho tất cả các bác là 46 triệu. Và đối tác của nó là những Ampli receiver cổ như là Fixer, Sansui, Beoner vân vân. Đặc biệt là các bác thường ghép với con 8080DB hoặc là 5000X và 9090DB. 9090DB và CS99A là một bộ đôi huyền thoại, bộ bài trùng rất là tuyệt vời. Và sau đây em mời các bác cùng xem chi tiết nha. Đây là phía trên. Loa đẹp mộc mạc nha. Cặp loa này độ đẹp trên 95% nha. Hàng tuyến. Đây các bác cùng xem, không một điểm trừ nha. Thiếu mũi xốp thôi. Lưới nó là lưới mét võng nha các bác. Nguồn thành sắt cạnh nha. Nhưng cặp này mà nghe nhạc vàng, nhạc Bre 75 gọi là đỉnh của chóp luôn nha. Ghép với một 9090DB hoặc là 5000X hoặc là 8080DB. Đây, không thấy góc cạnh đó nha. Giá bên em bao gồm phí ship nha. Còn các bác nào cọc tiền thì cọc khoảng 10% trở lên, vài triệu là em ship hàng tận nơi. Còn chuyển khoản đủ thì em bớt 1% nha. Chuyển khoản đủ thì em vẫn bớt tiền cho các bác nha. Đây, vân gỗ rất đẹp nha các bác. Vâng, và đây là cạnh trái. Tới nữa em sẽ mở ekeng để các bác cùng xem tuyến loa. Chung là nguyên mộc mạc rất đẹp luôn. Cặp này đẹp tuyệt vời, bác nào mình sưu tầm và yêu thích cặp 99A để về chơi nghi nhạc vàng và ghép với những con bánh cối như là AK635D, 747 vân vân. Với giá 46 triệu em chuyển bao ship tận nơi nha. Các bác sở hữu một cặp loa 99A hàng tuyển chọn, đẹp, không điểm trừ. Tất cả bao riêng tuyệt đối và loa chắc bãi về chưa qua tay xuống Việt Nam. Đây. 100W 8 ohm Made in Japan. Các bạn thấy trạm loa nó mới này, độ mới của trạm loa này nha. Cặp này series là SBN104 này. Đó, SBN18 gì đây mà mắc số đây là 183 các 183 này. Đấy. 104 và 183 đấy. Các bác nhìn cái độ đẹp của từ những cái trạm loa này. Đấy, nó mới và cái chất lượng nó nguyên mộc này. Đấy, nguyên mộc mạc nha các bác. Đấy, tem này, series xịn này. Đấy, nói chung là nguyên mộc mạc, cặp này đẹp chấm mít cuộc tình luôn nha. Bên em vẫn có 9090DB là 8080DB cho các bác nha. 9090DB thì giá 52 triệu, sexy vàng, cũng đẹp thiếu xốp luôn nha. Và 8080DB thì giá là 34 triệu 500. Rồi sau đây em mời các bác cùng mình em mở ekeng và xem đồ đẹp của tuyến loa nha. Mọi chi tiết mua xem sản phẩm các bác liên hệ cho em chính qua hai số điện thoại trên. Và trước tiên các bác nhìn ekeng này. Đấy, ekeng nó đẹp, nó nét. Đây, em bỏ nằm xuống luôn. Trung mọc bắt mọc hết nha các bác. Đấy, các bác nhìn này. Hàng sưu tầm nó có khác nha các bác. Đây là tổng quan. Nó gồm là một bass 40, hai loa mic và hai loa siêu trép phía trên và một loa chấp kèn trên giữa 6 lỗ. Đây, mời các bác xem. Đây, màng FB xịn sò nha. Đẹp ngắt ngay luôn, các bác thấy trung mọc này. Hai siêu trép phía trên. Tổng của nó là một bass, hai mic, ba chép. Cái phía trên là cái chép kèn, còn hai bên là siêu trép. Thiếu mua hồn sốt thôi nha các bác. Giá 46 bao ship nha, chuyện không đủ thì em bớt vài trăm nghìn. Còn cọc tiền thì cọc vài triệu trở lên là em ship hàng tặng nơi cho tất cả các bác nha. Rồi em chỉ xin chào, hẹn gặp lại các bác. Bác nào muốn sở hữu cặp 99A hàng sưu tập em mới về thì liên hệ cho em nha.
Bên em chỉ có một cặp duy nhất này đang mới về thôi, chứ còn chưa có hàng về mới nha các bác. Em lên sóng đây các bác cùng xem độ đẹp của cặp loa đây.